Từ từ chị. Chị thấy trong người thế nào rồi? Chào chị. Tình hình bác cứ thế nào rồi? Thì bệnh tim của bác, mổ sớm ngày nào tốt cho sức khỏe của bác ngày ấy, sau đó mình chữa đến thoái hóa đốt sống cổ em ạ. Cậu mợ này. Dạ. Chị ốm lần này lại vất vả cho cậu mợ quá. Chị không phải lo nghĩ gì cả, sức khỏe là trên hết, còn mọi việc cứ để vợ chồng em lo. Tiền bệnh cũng phải hao tổn nhiều, chị áy náy quá. Hay là để chị về bán cái mảnh ruộng ở nhà. Kể chị, không có bán chắc gì cả. Mấy năm nay vợ chồng em làm ăn được, mấy khoản lặt vặt đấy đáng là bao, cứ để vợ chồng em. Mổ tim ý, ít nhất cũng phải 100 triệu, rồi còn chữa thoái hóa đốt sống nữa. Mà anh bảo lặt vặt là thế nào hả? Chưa gì đã tự ý quyết định lo hết chi phí cho bác cả rồi. Em phải bẻ cái mồm thôi. Sao không để họp gia đình rồi chia tiền với cả nhà anh cả chứ? Khổ quá, nhà anh cả có mỗi mấy sào ruộng, còn phải lo cho hai đứa ăn học đại học, lấy đâu ra tiền? Với lại mình có điều kiện hơn ấy, anh không muốn anh cả phải suy nghĩ đâu. Mình cũng mới thoát được cảnh nợ nần mấy năm nay, bây giờ có một ít tiền ấy lo cho hai đứa con sau này, chứ nhà mình có giàu có gì đâu. Em, thế anh chị nhà em có lo không? Nhà em mà có ấy, em sẽ không tự một mình ôm như thế đâu. Thôi nha, anh em trong nhà anh không muốn tính toán nhiều đâu, chuyển vào tài khoản của anh 100 triệu để mai đóng viện phí cho chị ấy. Thôi em, chả ra làm sao cả. Anh biết lỗi của anh rồi, anh đã không bàn trước với em, anh xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, được chưa? Anh bảo này, chị ốm thi thoảng em nấu mấy món ngon ngon cho chị ăn, rồi tâm sự với chị ấy cho chị đỡ buồn nhá. Em bận làm việc cả ngày ở cửa hàng, xong tối về cơm nước chồng con, bây giờ anh lại bảo em đi tâm sự với chị ấy à? Anh là em trai chị ấy, thế đi mà nói. Thôi kim bồn. Chị nghe thấy là chị ấy buồn đấy. Anh lo chị ấy buồn, anh không thông với anh à? Thôi rồi, em không làm thì anh làm, đừng đừng có cằn nhằn, được chưa? Ôi giời, cậu Tuấn hôm nay dậy sớm thế. Cho em ba mạnh quá, làm chị tỉnh giấc ạ. Chị già rồi, có ngủ được đâu em. À, chị xem cho em nồi cháo, xem vừa chưa. Vừa cho chị. Vừa rồi em ạ. Sao cậu không phải nấu cháo hết gì cả? Chị là chị thích ăn cơm nguội cơ. Chị ăn cơm nguội thì làm sao mà đủ chất? Em nấu cháo có đông trùng hạ thảo, ăn vào mới đủ chất, và uống thêm cốc sữa thì mới no được chị ạ. Đúng đấy chị ạ. Sữa với đông trùng hạ thảo đắt tiền lắm đấy, đến như con gái nhà em ý cũng chưa bao giờ được thử mấy loại đắt tiền như thế đâu. Vợ em nó đùa đấy, em mua mấy thứ này có đáng bao tiền đâu, có mấy trăm nghìn mà, ăn vào mới có chất, đỡ phải uống thuốc chị ạ. Anh Tuấn ơi. Hùng, đến chơi à? Anh ạ. Đấy, mở cửa vào nhà chơi. Thôi anh ơi, em chuẩn bị đi làm bây giờ, em chạy qua anh đưa anh cái này. Anh cầm giúp em tiền 30 triệu của chị Tuyết ạ. Tiền gì vậy? À, tiền ông Hữu mua mảnh đất của chị Tuyết đợt trước đấy anh. Chị em mới cầm có 80 triệu thôi. Ông Hữu bảo em qua đưa chị nốt 30 triệu. Anh cầm giúp em, em nghĩ vội đi làm lắm rồi. Hùng ơi. Mở Lan ơi. Mày làm ăn lông cốt như thế bao nhiêu lần rồi? Khách đang đòi trả hàng đấy kìa. Người ta còn dọa bóc phốt cửa hàng nhà mình. Trời ơi, sao lại khổ thế này hả? Chị cần gì thì chị bảo em một tiếng chứ. Chị làm đổ hết ra đây rồi này. Xin lỗi mợ, để làm khổ mợ rồi. Thôi, không có gì đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ. Đây, đây là 80 triệu tôi dành giúp để lo cho lúc ốm đau, bây giờ là lúc cần dùng đến. Thôi, bác cầm đi. Em mà cầm, anh Tuấn anh ý lại nói cho. Khổ quá, bác cứ cầm lấy cho tôi, lấy tiền mà mua máy tính cho cháu.
thêm vào tiền viện phí mới tiền thuốc men. Tôi biết chắc là chỗ này thì không đủ đâu, nhưng mà mợ cứ cầm lấy, tôi không nói gì với cậu Tuấn đâu. Tao cũng biết đấy, chồng em mấy năm mở công ty làm ăn thua lỗ, cũng vừa mới trả hết nợ xong. Tôi hiểu mà, mợ không phải suy nghĩ gì cả. Cảm ơn bác. Anh về rồi à? Bác kia, sao thế? Tại sao cầm tiền của bác Tuyết? Anh đứng ở ngoài, nghe thấy hết rồi đấy. Thì bác ấy cứ bắt em cầm ấy chứ, em có đòi gì bác ấy đâu. Mà nhà bác ấy có tiền anh ạ, nhà mình cũng không dư giả gì. Bác ấy đưa cho mình lo ấy, là chuyện bình thường mà. Sao anh cứ phải thể hiện làm gì cho vợ con nó khổ thế à? Bố mẹ anh mất sớm, chị đã phải nghỉ học lo cho anh. Cái chân của chị bị thọt cũng là vì cứu anh khỏi bị xe đâm. Cũng chỉ vì cái chân bị thọt ấy mà chị không lấy được chồng, em biết chứ? Em biết chuyện ấy rồi, cho nên là em mới đưa cho anh cầm 100 triệu lo viện phí, coi như là trả ơn cho chị ấy rồi còn gì. Còn tiền này ý, là chị ấy để dành lúc bệnh tật ốm đau. Bây giờ mình cần ý, thì mình lấy ra dùng thôi. Đó là tiền chị ấy bán ruộng. Chị đã phải bán đi mảnh ruộng cuối cùng của bố mẹ cho đấy. 10 năm trước, công ty của anh vơ nợ. Chị đem tất cả số tiền chị ấy dành dụm làm ăn chắt bóp bao năm đưa cho anh trả nợ. Không đủ, chị còn vay cả làng xóm đưa cho anh. Cả tiền em đi sinh cũng là anh chị vay mượn cho vợ chồng mình đấy. Sao? Lúc đó em mới sinh bé Bông, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Để chị bán đi mảnh ruộng cuối cùng của bố mẹ cho, em vẫn cầm tiền được thì chẳng khác nào một kẻ vô lương tâm, vô ơn. Chồng, em hiểu rồi. Chồng! Chị chuẩn bị đi, sáng ngày mai em sẽ đưa chị vào viện làm thủ tục rồi mổ chị nhé. Nhanh thế hả cậu? Càng nhanh càng tốt chị ạ. Ừ. Chị cả, em có chiếc ghế cho chị đây, chị ăn cho nhanh khỏe nhá. Mợ cứ bày vẽ làm gì cho nó tốn kém. Cái này là em được người ta biếu, cho nên là chị cứ yên tâm mà ăn nhá. Thế mợ cứ để ra kia rồi lát chị ăn. Chồng, đây là số tiền mà chị cả đưa cho em để lo viện phí. Nhưng mà em thấy nhà mình vẫn lo được, cho nên em sẽ dùng số tiền này sửa sang lại căn nhà cho chị cả ở quê. Còn nếu thừa tiền ý, thì anh hãy làm một sổ tiết kiệm và cho thêm một ít vào đấy cho chị cả chi tiêu nhé. Anh cầm đi. Chị, mọi viện phí, thuốc men sau này chị cứ để vợ chồng em lo nhé, cho đến khi chị khỏe lại thì thôi. Dạ đúng đấy ạ. Sao mợ lại nói thế là thế nào? Nhà cậu mợ có gì dư giả đâu mà lo cho chị như thế. Kìa chị, đúng là nhà em không dư giả gì, nhưng mà nhà em vẫn lo được mà. Trước đây em không nên không phải cái gì, chị đừng giận em nhá. Chị một đời vất vả lo cho chồng em, bây giờ ấy chính là lúc chồng em báo đáp lại chị mà. Chị mà không nhận ý là vợ chồng em giận chị đấy. Chị cảm ơn cậu mợ. Mà em, sao em không nói việc này với anh từ chiều hả? Em biết ý, điều này anh muốn nói lâu lắm rồi, cho nên là em nói ra anh sẽ đồng ý thôi. Vâng chị.